Hello, xin chào tất cả các bác tài nhé. Hôm nay em Phương buổi sáng, bây giờ nó là 8 rưỡi rồi. Em Phương có quay một đoạn video ngắn để gửi tới các bác tài. Hôm nay bên em có 5 đầu kéo của bên bên đại lý Sao Việt đến nắp vào móc ben của bên em ạ. Hôm nay bên em cũng có bên nhà báo, bên phóng sự ở bên Hàn Quốc họ về quay, thế đâm ra là bên em cũng có nhờ các đầu kéo đến để đến cùng một lúc để quay video cho nó đẹp đấy ạ. Đây, 5 đầu kéo đang vào đây ạ. Đấy, 5 đầu kéo đang vào đây ạ. Và bên em cũng đang có đây. Các bạn nhìn thấy con flycam bay chưa? Đấy, đấy. Hôm nay là bên em có các nhà báo với các truyền thông của bên Hàn Quốc họ về, họ làm phóng sự về công ty Sosan đấy ạ. Đây, 5 đầu kéo bắt đầu vào đây ạ, 5 đầu kéo bắt đầu vào trong nhà máy đấy ạ, bắt đầu rẽ vào cổng đấy ạ. Các bác nhìn này có đẹp không ạ? Nhìn đúng là chỉ có Sosan mới có những cái bước ngoặt lớn này thôi ạ. Nào, rất đẹp luôn ạ. Đây, các bác nhìn này, đẹp không? Wow, 5 em đầu kéo vào long lanh luôn. Đấy, đấy, rất đẹp luôn. Chỉ có công ty Sosan mới có những bức hình đẹp này thôi ạ. Hàng đã đẹp rồi, lại còn có những video thước phim cực đẹp gửi đến tất cả các bác tài luôn ạ. Wow, đẹp long lanh luôn ạ. Đấy, đấy, hôm nay em Phương chỉ quay những cái thước phim như vậy thôi ạ. Còn đợt tới này bên người Hàn họ sẽ gửi lại những video đẹp, em sẽ gửi lên YouTube cho các bác tài xem ạ. Em cảm ơn các bác tài nhá. Em Phương chào tất cả các bác tài ạ. Chúc các bác tài mạnh khỏe. Wow, sản phẩm của bên em ra ngoài thị trường đấy ạ. Rất đẹp luôn ạ. Wow, 5 xe đi ạ. Toàn hàng đẹp thôi ạ. Wow, các bác già thấy chỉ có Sosan mới có những sản phẩm đi ra ngoài thị trường lớn mạnh như này thôi ạ. Long lanh trà xanh không độ luôn. Rồi, em Phương cảm ơn tất cả các bác tài nhé.